Bạn chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi xem mình tô màu sao cho đẹp nhất. Trong quá trình mình tô màu, nếu các bạn thấy đẹp, thấy hay, hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu đi tô màu nào. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tô màu. Đầu tiên là mình sẽ dùng màu xanh da trời. Tiếp theo mình sẽ dùng màu cam. Đã xong rồi. Người ta gọi mình đang quay là không nghe được đâu. Cái làm những thế quay là ai có không. Đi chiều ta thấy mà nói nghe là hai ông là từ thứ ba thứ năm chị nhỉ? Mà nói gì ạ? Chị đâu không bằng hôm thứ ba nó bảo em là hai ngày hai hôm sau thì thứ năm ta đấy mà. Ừ. Hoặc là thứ sáu nhỉ? Tại vì thứ năm thứ sáu lấy ở đâu? Lấy ngày xã mình. À, để giấy đăng ký xe. À, giấy đăng ký xe. Mua xe mới à? Hôm nay thứ năm đâu nhỉ? Thứ năm. Đi chiều nó lấy xem. Tiếp theo mình sẽ dùng màu tím. Chiều cũng là nhớ nó chưa có thể mài. Giờ nó ấy nó gửi về xã luôn nhỉ. Không phải gì lắm. Giờ nhiều việc live stream một tuyển người. Ừ. Mới bữa live nữa. Nhưng mà xa mình nó toàn trên Đông Anh. Xuân Anh mình có thằng nào live stream. Mình nói cái giọng nó không hay lắm. Giọng Sơn Lan như thế này. Sơn Lan kiểu cứ nặng nặng tiếng thôi. Vâng. Giọng say rượu. Lên ai mà nghe.
cái bọn live stream đời đầu ấy là nó kiếm được nhiều tiền rồi, chán thuê rồi live stream nhiều đau họng đấy, ở trường sò mất tiếng đấy, giờ bọn live stream nó làm quán làm thắng nước các bạn ạ, tùy ngon hết đấy. Mấy thằng live stream bây giờ cạnh tranh đúng không, live stream đúng rồi, giờ nhiều người quá cạnh tranh khắc nghiệt. Cái gì phải làm đầu tiên chị, cái gì phải đi đầu tiên, đầu tiên cũng gì liều gì. Ừ, đầu tiên thì kiểu không biết thế nào, liều thôi, may chúng thì đỏ, không thì cũng mà. Vậy là mình đã tô màu xong, cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video. Xin chào tất cả các bạn, video ngày hôm nay mình sẽ vẽ bức tranh quả dưa lưới để gửi đến tất cả các bạn. Mong rằng trong quá trình mình vẽ mọi người ủng hộ mình bằng một lượt like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ cắt mặt hải bức tranh quả dưa hấu. Thì đầu tiên thì mình sẽ dùng một quả dưa nhằm mình nhằm các bạn, đây là dưa lưới. Bây giờ mình sẽ nhìn cái quả ấy. Quay 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 lại bây giờ mình sẽ dùng bút chì để khắc họa bức tranh của mình ra. Sẽ thêm một chút chi tiết cho miếng dừa lấy của mình. Bảo sao mình nghĩ không ra được. Bảo sao mình nghĩ. Không cho chơi game thêm nghĩ. Bây giờ thì mình sẽ tô đậm nét cho dưa lưới của mình xin lỗi các bạn, mình nói nhầm liên tục. Bảo sao hôm nay mình nhá nghiện thế. Gracias.
tiên. Bây giờ mình sẽ dùng tẩy tẩy xóa những chi tiết chỉ thường của mình đi. Như vậy là bức tranh quả dư lưới của mình đã xong. Nếu các bạn thấy hay và thấy đẹp, hãy để cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều.